Rồi, ok, xin chào các bạn đang theo dõi kênh Bạch Mã TV nhé. Dương Quyết và Xuân Trường hôm nay giới thiệu cho anh chị em, cô dì, chú bác về một em ngựa cái đi đàn nhé. Đấy, cái giống đi đàn luôn, hàng này hàng đẹp, chuẩn, khoang khoái sạch sẽ nhé. Đấy, một khoái mặt đấy, và chân tay đẹp, móng vó đóng đẹp nhé. Thì sau đây mình sẽ quay chi tiết từng chi tiết là khoang khoái, chân, móng vó, đấy, mắt, mũi, miệng và khoái đóng có phạm không nhé. Sau đó quay tổng thể con ngựa, sau đó giới thiệu cho các bạn về cân nặng, chiều cao và vòng ngực để cho anh chị em, cô dì, chú bác là nhìn cái con ngựa này là nhìn vào kích thước là nó, cái độ to và độ cân nặng của nó là bao nhiêu nhé. Trước khi giới thiệu về em ngựa này thì mình xin phép là bên mình là có bán những sản phẩm về cao ngựa bạch này, đấy, cao ngựa thường và mật ong phổi ngựa bạch ngâm mật ong và mật ong nhãn rừng nhé các bạn nhé. Anh em nào yêu cầu thì cứ alo liên hệ, mọi chi tiết liên hệ mình để dưới phần mô tả nhé. Thì bây giờ camera của anh là quay tổng bộ sơ bộ về con ngựa này. Mình sẽ làm video tầm độ 8 đến 10 phút để cho anh em xem cho nó đỡ dài nhé. Rồi, quay vòng quanh con ngựa đi. Đấy, hàng dáng đẹp luôn nhá, dài ngựa. Đấy, ok chưa? Quay xa xa, cách xa 3 mét. Hàng này hàng hiền nhá các bạn nhá, hàng hiền lành luôn, dắt được và sợ được nhá. Đấy, anh em nuôi ngựa là không phải lo nhát với lại sợ ngựa đá hay cắn gì nhá. Ok chưa? Đấy, rồi giờ mình buộc vào đây, mình sẽ quay tổng thể chi tiết cho các bạn xem nhé. Rồi, trước hết là khoái mặt đi, camera quay sang bên này, quay sang mặt khoái mặt đi. Đó. Đây, một khoái đóng ở mặt giữa trán nhá. Đấy. Đấy, ok chưa? Đây nhá, đây nhá. Rồi, tiếp theo là khoái xuyên tông đi, xem có khoái xuyên tông nào không. Đây các bạn nhé, không có khoái xuyên tông nhá, từ đây xuống vòng lên đây. Đấy, bên kia đây 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 này, quay đây nhá, không có khoái xuyên tông nhá. Đấy, ok chưa? Đây là mạn bên trái con ngựa nhá, không có nhá. Tiếp theo là khoái nghẹn nước cũng không có khoái nào nhá. Đấy, đây khoái xuyên tim không có này. Chưa, ngực nở nhá, chưa, không có khoái hàm họa nhá. Đấy, tóm lại là anh em quay đây. Anh em là kiêng cho mình cái khoái xuyên tông này nhá, hai bên. Đấy, xuyên thủng thì cũng tạm được, nhưng xuyên tông một bên thì anh em cứ kiêng nhá. Đấy, về phần lông em này thì mình sẽ tả là em này màu đồng sáng nhá, màu đồng đẹp luôn chứ không phải màu đồng xỉn nhá. Màu nó giống kiểu như ngà ngà sang là màu bạch bông đấy, chưa, không lỗi về lông nhá, không bị miêng hay gì nhá. Rồi tiếp theo là anh chị em xem móng này. Giờ móng nhá, móng đóng tròn đẹp nhá, em này vẫn còn phát triển nhá. Kia móng sau kia. Đó, ok chưa? Rồi. Đấy, bây giờ đến phần đo kích thước nhá, anh em xem kích thước em này là bao nhiêu nhá. Xong mình phỏng đoán cân nặng cho anh em xem luôn. Đấy, mình sẽ quay một cái video tầm độ 8 đến 10 phút cho anh em xem cho nó rõ và chi tiết nhá. Không quay ít quá thì là đấy. Rồi. Đây nhá, ok nhá. Đo đúng kích thước cho anh em xem. Đó, đây nhá. Ok. Em này được 1m35 nhá. Đấy, ok chưa? 1m30, 1m35 nhá. Em này có vành ngực khá đẹp luôn. Đấy. Tiếp theo là chiều cao nhá. chiều cao em này là được, đi lùi chiều cao em này là được 1m26 nhá. Đây 1m2 nhá. Đấy. 26, ok. Ok chưa? Em này cũng khá cao và khá dày mình đấy nhá. Đấy, tiếp theo mình sẽ tả về phần mông nhá. Để mà khẳng định mà em này em nào làm giống được thì ok. Thì là mình sẽ tả chuẩn xác cho anh chị em cô dì chú bác xem nhá. Đấy. Mông thì em này có khung nhá. Đây, anh chị em nhìn này. Có khung và dày mình nhá. Đấy. Cái này mà có chữa thì là rất đẹp luôn, đẻ mắn nhá. Yeah. Khung rất rộng nhá. Đấy, mình dày. Yeah. Cổ cũng dày này. Yeah. Yeah. À, nhìn đi à. Yeah. Đấy, không phải là đi top và ngực lép đâu nhá. Em này là hàng hiền luôn. À, anh em xem là xem dáng đi nhá, xem dáng đi xem nó có bị tật không nhá. Đây. Quay dáng đi từ đường sau này. À. Đấy. Anh em quay xem dáng đi nhá. Da rẻ là hồng hào nhá, không có bị thâm gì đâu nhá. Chưa, ok anh em biết thấy chưa? Quá đẹp luôn nhá. Em này thì là chưa răng nhá, đây cho anh em xem răng, đến lúc lại bảo là răng lại chưa răng, đây, quay vào răng đây. Đấy. Răng vẫn ngắn tún nhá, chưa? Đó. Đấy, nhìn chưa? Đấy, ok chưa? Mình tả ngựa là chuẩn cho anh em xem luôn. Đấy, chốt tiền anh em là bên mình trả cho các bạn luôn. Ngựa giống là chọn phải ngựa con đẹp đẹp tí thì quay cho các bạn xem. Đấy, về làm giống cho nó chuẩn. Thì ok anh em nhé. Đấy, ngựa giống thì mình sẽ quay chọn những cái em nào mà đẹp nhất. Đấy, và có thể đẻ được và mắn đẻ. Và đẻ tầm độ, ngựa thường thường đẻ tầm độ trên 15 lứa thì anh em thải là vừa nhé. Đấy, cho vào hàng thịt. Thực ra nó đẻ được rất nhiều lứa, 18-20 lứa là đẻ thoải mái. Đấy, ngựa mình cứ đẻ tầm độ 15 lứa là mình cứ thả là vừa. Đấy, anh em nào yêu quý kênh thì cho mình một like, một chia sẻ, đấy, một đăng ký kênh nhé. À, cái video của mình đến đây là kết thúc rồi. Đấy, những cái sản phẩm bên mình thì gồm có cao ngựa bạch này, đấy, cao ngựa thường, đấy, phổi ngựa bạch ngâm mật ong và mật ong rừng và mật ong nhãn nhé. Anh em nào yêu cầu thì cứ alo nhé, đảm bảo là giá tốt nhất thị trường nhé. Đấy, chuẩn hàng, toàn hàng chuẩn luôn. Đấy, mình quay người thực việc thực, anh em cứ yên tâm sử dụng nhé. Thì cái video em ngựa bạch cái đi đàn này thì đến đây là kết thúc nhé. Đấy, hẹn là anh chị em cô dì chú bác vào những video ngựa đẹp lần sau nhé. Ok, xin chào.